vào ngày 24 tháng 4 năm 2021. Trang blog chính thức của NMB48 đã thông báo rằng buổi diễn tốt nghiệp của thành viên NMB48 Ogawa Yuka dự kiến được tổ chức tại nhà hát NMB48 vào ngày 28 tháng 4 năm 2021 sẽ phải bị tạm. Hoãn theo như yêu cầu của chính phủ Nhật nhằm phòng chống sự lan rộng của dịch bệnh Covid-19.